không chỉ phá kỷ lục của riêng mình, Twice còn cho Blackpink hít khói với số MV trăm triệu view gấp đôi đối thủ. Chiều ngày 14 tháng 6, giờ địa phương, MV ca khúc chủ đề More và More, nằm trong mini album thứ 9 cùng tên của Twice đã chính thức vượt ngưỡng 100 triệu lượt xem trên YouTube. MV trên đạt thành tích này sau 12 ngày 22 tiếng phát hành, giúp nhóm phá sâu kỷ lục cũ của chính mình với Phil Spencer, 22 ngày. Ngoài ra, MV này vẫn còn nằm trong top trending YouTube của Việt Nam ở vị trí thứ 27. MV More và More của Twice chính thức vượt ngưỡng 100 triệu lượt xem trên YouTube. More và More chính là MV thứ 14 của nhóm nữ 9 thành viên nhà Zip cán mốc 100 triệu lượt xem sau các MV TT, LIKE, What Is Love, Cheap, Like Go, HAHH, Hatsaker, Fancy, Knock Knock, Yes So Is, Signal, Danger Night Away, Feel Spacer và Candy Park. Twice có 14 MV đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích này gấp đôi cả gia tài MV của Blackpink vì đối thủ của họ chỉ sở hữu 7 MV như vậy: DDU Ju DDU Deo, UMBA Ja, QG's Love, Asip Is The Last Wizard, Playing With Fire và Stay. MV More và More Twice. Poster ăn mừng 100 triệu view của Twice. Nguồn tham khảo TT. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.